với nhau thì thôi. Này bà tưởng bà nói thôi là xong à? Chuyên gia môi trường à? Để làm gì? Thế ông tưởng mình chúng tôi có ý nghĩa mà? Cái xưởng to nhất cái làng này là nhà ai? Nhà ai đây? Nhà ai đây? Là cướp. Vừa la làng. Ôi làng nó ơi, ông bí thư thì cướp cả thông dân của cả cái làng này đây. À, hay là ông bà đi triệt hết các xưởng khác ở đây để một mình nhau bà làm? Ông thấy vừa chuyện ông đừng yên cho người làm nói thôi. Ông thấy giờ chưa kịp, ông có thấy nhục không? Một mình ông thôi con chết chung cả nhà. Ông thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, mà ông có chịu nghe tôi không? Bây giờ làm thế này, khác gì vạch áo cho người xem lưng. Mà không có cái sửa kia thì làm sao mà đưa được hai cái tàu há mồm này đấy? Bà bớt kia mồm cho tôi nhỏ. Tôi làm gì mà bà bảo tôi bôi do thất xấu của cả nhà? Tôi làm việc tốt, không còn người khác hiểu. Không có tật thì việc thì phải giật mình. Giật mình thì đã làm sao? Không lại nhìn lại với ông đi. Cũng đang giật mình thon thót cái kia. Cẩn thận, kẻo ngậy ông lại đập lưng ông đấy ông Thành à. Ông Thành.